Làm thế nào để cơ thể luôn thơm tho mà lại không cần dùng đến nước hoa nhỉ? Đặc biệt là mấy ông con trai có mùi cơ thể đã đành rồi lại còn lười xịt nước hoa. Cũng có thể là các bạn ấy không thích dùng nước hoa, hay đơn giản là kinh tế không rủng rỉnh để có thể sở hữu những chai nước hoa đắt tiền. Nếu anh em đang muốn tìm một cái giải pháp để hương thơm lan tỏa mọi ngóc ngách trên cơ thể, lại vừa chăm sóc và bảo vệ da hiệu quả, thì các bạn nên sử dụng những loại gel tắm dành riêng cho nam giới. Ví dụ như là X2 Manly mà bác sĩ Huy có ở đây. Gel thì có mùi hương thơm nước hoa mạnh mẽ, trầm ấm, nam tính của tuyết tùng và đàn hương, hương thơm tươi mát của cam chanh và trái cây, cũng như lâu phai của khổ phách và xạ hương, tạo nên một cái cảm giác lịch lãm và đậm chất quý ông, lưu hương lâu đến vài giờ cơ. Ngoài ra với thành phần thiên nhiên như là muối khoáng biển sâu, giúp thải độc và tạo cảm giác sảng khoái toàn thân, được các chuyên gia khuyên dùng. Đặc biệt nha, lợi khuẩn lên men alpha glucan oligosaccharide được ví như là bọc sinh học, giúp bảo vệ và cân bằng hệ vi sinh trên da, chống oxy hóa cũng như là giảm các dấu hiệu của da nhạy cảm. Nhãn hàng đang có combo 349k, bao gồm gel tắm cộng với dung dịch vệ sinh nam, tặng một menu tình yêu, thêm một hộp quà tặng và một quần lót Coolmate nữa. Các bạn có thể tham khảo thêm nha.